Xin chào các bạn trở lại với Auto Việt Nam. Và video ngày hôm nay hy vọng các bạn sẽ nắm được những cái thông tin cụ thể về chiếc xe Toyota Corolla Cross sắp được Toyota ra mắt tại thị trường Việt Nam. Ở tại Thái Lan thì mẫu xe Corolla Cross đã được ra mắt với 4 phiên bản sử dụng chủ yếu là động cơ Hybrid với mức giá bán là khoảng tầm 30.800 cho tới 38.500 đô la, tương đương với mức giá khoảng tầm 670 tới 840 triệu đồng. Tuy nhiên thì đó là mức giá bán ở tại thị trường Thái Lan, còn lại thì không biết về Việt Nam thì mức giá đó sẽ ra sao. Chúng ta cũng phải chờ thông tin chính thức từ phía Toyota Việt Nam. Và trước tiên để đến với chi tiết về 3 phiên bản sắp được giới thiệu tại Việt Nam thì các bạn nhớ nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để nhận được những video clip mới nhất của Auto Việt Nam nhé. Let's go! Quan về động cơ sử dụng trên xe, phiên bản 1.8 HV tức là phiên bản sử dụng Hybrid thì động cơ xăng sản sinh ra 98 mã lực và mô men xoắn đạt là 142 Nm, kết hợp với motor điện sản sinh ra công suất là khoảng tầm 72 mã lực và mô men xoắn đạt là khoảng tầm 163 Nm. Tổng cộng động cơ xăng và động cơ điện gộp lại sẽ là khoảng tầm 170 mã lực và 305 Nm. Sử dụng cụm hộp số vô cấp. Tuy nhiên thì đối với cụm hộp số vô cấp của phiên bản 1.8 HV Hybrid được nâng cấp, bởi lẽ vậy nên là nó nhẹ hơn, nhỏ gọn và đạt được cái hiệu năng nhiên liệu tốt hơn, ít tiếng ồn và có cái khả năng vận hành cao nhất. Phiên bản 1.8V và 1.8G sử dụng động cơ xăng thì đối với hai phiên bản này thì nó có một cái động cơ xăng sản sinh ra khoảng tầm 140 mã lực và mô men xoắn đạt là khoảng tầm 172 Nm, sử dụng hộp số tự động vô cấp với 7 cấp số ảo. Đối với chiếc xe Toyota Corolla Cross thì được sử dụng một cái dạng hệ thống treo phía trước dạng MacPherson, còn đằng sau được sử dụng dạng thanh dầm xoắn. Về Việt Nam với 3 phiên bản, đầu tiên đó là phiên bản cao cấp nhất là 1.8 HV sử dụng động cơ Hybrid xăng lái điện. Phiên bản tầm trung đó là phiên bản 1.8V và phiên bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ xăng là phiên bản 1.8G. Và dĩ nhiên với mức giá bán lần lượt từ cao đến thấp thì phiên bản 1.8 HV sẽ có mức giá bán cao nhất, sau đó đến phiên bản 1.8V và 1.8G. Tuy nhiên hiện nay thì Toyota Việt Nam cũng chưa công bố mức giá bán cụ thể. Với toàn bộ tổng quan thiết kế của xe thì các bạn có thể thấy là Toyota Corolla Cross rất giống với dòng xe RAV4 đỉnh đám. Bởi lẽ vậy nên là mẫu xe này nó được dựa trên một cái nền tảng khung gầm TNGAC, là một trong những cái nền tảng khung gầm platform của mẫu xe RAV4. Điều đó thể hiện lớn nhất chắc lẽ là phải nói đến ở cái phần đầu xe. Các bạn sẽ thấy rằng là Corolla Cross 2021 nó có một cái phần đầu xe tương đối giống với chiếc xe RAV4 2021. Nó thể hiện ở phần mặt ca lăng xe, được thiết kế rất là to bản và với những họa tiết kim cương bên trong trông rất là hiện đại và nổi bật. Phần cụm đèn chiếu sáng thì được thiết kế nó rất là dữ dằn và sử dụng bằng những cái công nghệ chiếu sáng LED. Với phiên bản 1.8 HV sử dụng động cơ Hybrid và 1.8V phiên bản tầm trung sử dụng động cơ xăng thì được trang bị như sau. Đó là được trang bị đèn chiếu sáng ban ngày và đèn định vị dạng LED. Đèn pha, đèn cốt được sử dụng dạng bi LED. Đèn xi nhan cũng được sử dụng dạng LED. Và đèn sương mù cũng được sử dụng dạng LED luôn. Còn đối với phiên bản tiêu chuẩn 1.8G thì được trang bị như sau. Trang bị đèn chiếu sáng ban ngày sử dụng halogen, đèn xi nhan halogen, đèn pha cốt đều được sử dụng nguồn sáng halogen, dạng bi halogen. Còn đèn sương mù đối với phiên bản 1.8G thì đáng tiếc lại không có. Tiếp theo đến phần mặt ca lăng xe, đối với phiên bản 1.8 HV thì được sử dụng động cơ Hybrid và 1.8V tầm trung sử dụng động cơ xăng thì phần mặt ca lăng xe được sử dụng bằng cái viền kim loại và sơn đen. Còn đối với phiên bản tiêu chuẩn 1.8G thì mặt ca lăng xe chỉ được sơn đen thông thường thôi. Tổng quan thiết kế ở phần đầu xe, tôi phải công nhận rằng Corolla Cross có cái phong cách thiết kế có hơi thở của sự thời đại, thời trang và không kém phần mạnh mẽ. Tiếp theo đến phần thân xe, các bạn sẽ thấy được những cái đường gân dập nổi bên trên chiếc xe Toyota Corolla Cross và một cái kích thước tổng thể tương đối lớn so với những đối thủ trong phân khúc như là Hyundai Tucson, như là Mazda CX-5. Cụ thể, Corolla Cross có tổng quan cái chiều dài, chiều rộng, chiều cao như sau. Đó là 4.460m nhân với 1.825mm nhân với 1.620mm. Chiều dài trục cơ sở đạt là 2.640mm, khoảng sáng gầm là 161mm. Điểm khác biệt giữa phiên bản 1.8 HV sử dụng động cơ Hybrid và 1.8V và 1.8G đó là trên phiên bản 1.8G thì không được trang bị thanh giá nóc thể thao, không có viền chân kính mạ chrome,
gương chiếu hậu thì được chỉnh điện và tự động gập điện, và chỉ được sử dụng bản lốp là 215/60 và R17 được đúc bằng hợp kim nhôm. Trong khi đó thì phiên bản 1.8 HV sử dụng động cơ 2 bớt và 1.8V đều có trang bị như là thanh giá nóc thể thao, có viền mạ chân kính bằng chrome, gương chiếu hậu có khả năng chỉnh điện, tự động gập điện, tự động điều chỉnh khi lùi, có chức năng cảnh báo điểm mù. Được sử dụng bản lốp là 225/50 và R18 được đúc bằng hợp kim nhôm, sơn đen và phay sáng, thiết kế đa chấu trông đẹp mắt và lịch lãm hơn. Ngoài ra thì Cora Cross được trang bị hệ thống cảm biến áp suất lốp cảnh báo cho người lái tình trạng của lốp. Bốn bánh sử dụng phanh đĩa tản nhiệt, riêng hai bánh sau thì được sử dụng đĩa đặc. Phải nói rằng là đuôi xe của Toyota Corolla Cross rất đẹp mắt. Chúng ta có rất nhiều những đường nét góc cạnh, rồi những cái đường nét thiết kế không còn đơn giản, thực dụng. Với cản ba đợt sốc được sơn đen thể thao, kết hợp với những cái phần chi tiết khuếch tán gió, phía bên trên là cánh lướt gió thể thao. Và với cái điểm khác biệt giữa phiên bản 1.8 HV sử dụng động cơ 2 bớt và 1.8V và 1.8G đó là: trên 1.8G được trang bị như sau: cụm đèn hậu phía bên trong được sử dụng bằng bóng đèn LED, còn trên phiên bản 1.8 HV sử dụng động cơ 2 bớt và 1.8V được trang bị cụm đèn hậu sử dụng những dải LED dạng 3D. Còn trang bị an toàn cao cấp trên phiên bản 1.8 HV sử dụng động cơ 2 bớt và 1.8V bao gồm camera 360 độ, cảnh báo điểm mù BMS, cảnh báo phương tiện cắt ngang, cảnh báo va chạm và hỗ trợ lệch làn đường, đèn pha tự động hay là kiểm soát hành trình chủ động. Còn trang bị an toàn cơ bản trên tất cả các phiên bản Toyota Corolla Cross như sau: hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, hệ thống phân phối lực phanh điện tử, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống kiểm soát lực kéo, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, đèn báo phanh khẩn cấp, cảm biến trước và sau, 7 túi khí, dây đai an toàn 3 điểm ở tất cả các vị trí. Tiếp theo đó là phần nội thất của chiếc xe Toyota Corolla Cross có cái thiết kế rất là hiện đại và khoa học. Sử dụng hai tông màu chủ yếu là màu nâu đỏ và màu đen. Màn hình trung tâm và phần vô lăng được ốp những cái miếng chrome trông rất là lịch sự. Với phiên bản 1.8V sử dụng động cơ 2 bớt thì được sử dụng cụm đồng hồ tablo xe được sử dụng hoàn toàn bằng điện tử, rất là hiện đại. Còn đối với phiên bản máy xăng 1.8V và 1.8G thì đồng hồ tablo sử dụng hoàn toàn bằng analog bán điện tử. Toyota Corolla Cross được trang bị màn hình 7 inch kết nối với Apple CarPlay và Android Auto. Ngoài ra còn được kết nối với cổng AUX và USB. Corolla Cross trang bị hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập. Ngoài ra, Corolla Cross còn được trang bị cửa gió cho hàng ghế sau, giúp hành khách phía sau thoải mái hơn. Cửa sổ trời được trang bị trên Corolla Cross đảm bảo ánh sáng trong cabin và giúp khách hàng trải nghiệm không gian mở. Corolla Cross được trang bị các cổng sạc 12V cho các hàng ghế trước và USB 5V cho hàng ghế sau, giúp hành khách trên xe thoải mái sử dụng các thiết bị điện tử. Còn đối với phần chi tiết cần số, trên phiên bản 1.8 HV sử dụng động cơ 2 bớt thì có các chế độ vận hành khác nhau như là D và B. Ngoài ra 1.8 HV còn có các chế độ Rider Mode để điều chỉnh các chế độ vận hành khác nhau, và chế độ EV Mode, chế độ chuyển sang chạy mô tô điện. Cần số hai phiên bản 1.8V và 1.8G thì có các chế độ vận hành D+ và D-. Và vừa rồi đó là những liệt kê đáng chú ý chi tiết với ba phiên bản Toyota Corolla Cross sắp về Việt Nam. Sắp tới đây chúng tôi sẽ có một cái bài đánh giá chi tiết và thực tế về mẫu xe này. Các bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh để đón xem nhé. Còn bây giờ thì xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại những video clip tiếp theo.